Nga dùng UAV cảm tử Lancet phá hủy kho đạn và lựu pháo đối phương. Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cho thấy các lực lượng của Moscow đã sử dụng UAV cảm tử Lancet phá hủy kho đạn và lựu pháo của Ukraine. Lực lượng không quân Nga đã tấn công 7 mục tiêu với sự hỗ trợ của các UAV cảm tử trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cho thấy vũ khí cảm tử lưu động của Moscow xóa sổ các vị trí của Ukraine tại Bakhmut. Các UAV cảm tử Lancet đã chứng minh được tính hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga do độ chính xác cao và chi phí thấp so với các tên lửa hành trình và UAV thông thường. Các UAV Lancet được sử dụng cho mục đích trinh sát và tấn công. UAV này có tầm hoạt động khoảng 40 km, được trang bị lượng thuốc nổ lớn và đạn phân mảnh độ cao. Ngoài ra, nó cũng được trang bị các thiết bị để phục vụ các nhiệm vụ định hướng và liên lạc. Nga cho biết, UAV cảm tử Lancet sử dụng công nghệ gây nhiễu chống laser khiến nó không bị phát hiện bởi nhiều hệ thống chống máy bay không người lái hiện nay. Theo tập đoàn Rostec của Nga, UAV cảm tử Lancet không hề hấn gì trước các vũ khí laser hiện đại nhất nhờ sự bảo vệ của hệ thống chống laser gắn kèm. Nó cũng gần như không thể bị đánh chặn hoặc phá hủy. Nhờ hệ thống bảo vệ chống laser trên, ngay cả các vũ khí laser chống UAV tiên tiến nhất cũng sợ UAV này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, phòng không Nga đã bắn hạ trực thăng 18 của Ukraine ở khu vực Kharkov. Chiến đấu cơ Su-25 ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DBR, đồng thời xóa sổ một kho chứa nhiên liệu của đối phương ở Zaporozhye. Mới đây, ngày 19 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chúng tôi không thể và sẽ không từ bỏ các mục tiêu đã được thông báo như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Lavrov nói. Đồng thời cho biết Moscow đã cảnh báo nhiều năm phản đối việc phương Tây thiết lập Ukraine như một mối đe dọa quân sự trực tiếp trước ngưỡng cửa của Nga. Chiến sự ác liệt ở Azovstal, xe tăng Ukraine tiếp cận chiến hào, bị tên lửa Nga phá hủy. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra gần thành phố Azovstal. Trong khi Ukraine nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ thì Nga lại cố gắng giữ vị trí bằng mọi giá. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở phía tây Kletchiki, nơi các lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát thành trì quan trọng trên một ngọn đồi. Ở các vị trí quân sự quan trọng chiến lược, mở đường cho việc thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực, giao tranh đang diễn ra vô cùng dữ dội. Đến tối ngày 19 tháng 7, các báo cáo cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa bị đẩy lùi khỏi khu vực và các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát. Theo SF, cả hai bên chịu tổn thất nặng nề nhưng thương vong của Ukraine cao hơn. Tại sườn phía tây của lực lượng Nga ở Azovstal, tình hình cũng rất căng thẳng. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công theo nhiều hướng khác nhau, bao gồm cả gần làng Dubovo Vasilievka. Một đoạn video về chiến sự ở khu vực này được công bố cho thấy một nỗ lực khác của Ukraine nhằm phá hủy các vị trí quân sự của Nga. Một đoàn xe bọc thép của Ukraine bao gồm 2 xe tăng và 2 xe chiến đấu bọc thép đã tiếp cận chiến hào của Nga và tấn công ở khoảng cách gần. Ngay lập tức lực lượng chống tăng Nga đã nổ súng đáp trả và ngay từ lần đầu tiên đã bắn trúng xe tăng T-64BV bằng tên lửa chống tăng. Sau đó, chiếc BMP-2 bị trúng tên lửa. Chiếc BMP-1 cũng bị phá hủy và chỉ có một binh sĩ sống sót sau cuộc tấn công nhưng anh ta bị thương nặng. Kết quả, chiến dịch của Ukraine thất bại và quân đội Nga giành quyền kiểm soát vị trí. Hòa An, theo SF, AVP. Lô pháo cối di động 2F-41 Rob đầu tiên được đưa vào biên chế quân đội Nga. Tập đoàn Công nghệ và Quốc phòng Rostec ngày 18 tháng 7 xác nhận lô pháo cối di động 2F-41 Rob 82mm đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga. Văn phòng báo chí của Tập đoàn Công nghệ và Quốc phòng Rostec cho biết quân đội Nga đã nhận được lô pháo cối di động 2F-41 Rob mới đầu tiên, được thiết kế dựa trên xe bọc thép Taiun. Pháo cối Rob được trang bị súng cối 82mm, tầm bắn tối đa 6.000m, tầm bắn tối thiểu 100m. Mô hình của phương tiện chiến đấu này được giới thiệu lần đầu tại diễn đàn quân sự Army năm 2018. Cùng năm đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với 2F-41 Rob diễn ra vào năm 2019. Năm 2020, việc đưa pháo cối vào sản xuất hàng loạt đã được lên kế hoạch. Cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronetbot cho biết pháo của 2F-41 Rob được thiết kế để tiêu diệt sinh lực đối phương, vô hiệu hóa các trạm quan sát và phá hủy phương tiện bọc thép. 2F-41 Rob có mô đun súng cối 82mm tích hợp trên khung gầm xe bọc thép Taiun. Phương tiện chiến đấu này có thể được triển khai từ vị trí di chuyển đến vị trí bắn trong vòng chưa đầy một phút, giúp nhanh chóng tránh quả lực của đối phương và tăng sự an toàn cho kiếp vận hành. Việc khai hỏa của pháo cối di động 2F-41 Rob được thực hiện từ khoang chiến đấu của xe bọc thép với cả đạn thông thường và mìn. Tốc độ bắn tối đa lên tới 15 phát trên phút ở cự ly 100 đến 6.000m.
kho cảng Odessa bị không kích dồn dập. Nga triển khai một đợt không kích diện rộng liên tục trong hai ngày qua vào thành phố Odessa của Ukraine, nhưng Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của họ. Trong thông điệp ghi âm đăng trên Telegram, ông Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên chính quyền quân sự Odessa, mô tả đợt tấn công vừa qua rất mạnh, rất rộng. Đúng là một đêm địa ngục, ông nói. Quan chức này cho biết thiệt hại và thương vong chưa được thống kê. Không quân Ukraine cho biết, Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó 37 phương tiện bị bắn hạ. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với các đợt tấn công được Ukraine báo cáo gần đây. Không quân Ukraine nói rằng tâm điểm của đợt tấn công lần này là hạ tầng và cơ sở quân sự của vùng Odessa. Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine cho biết, Nga sử dụng các tên lửa siêu thanh, bao gồm KH-22, được thiết kế để tấn công tàu sân bay khi tấn công hạ tầng cảng Odessa. Đợt tấn công bắn trúng cảng dầu và ngũ cốc, làm hỏng phương tiện bốc dỡ, một đám cháy đã xảy ra, tất cả lực lượng chức năng đang làm việc để xử lý hậu quả. Bộ Chỉ huy miền Nam Ukraine cho biết, các nhà kho chứa thuốc lá và pháo hoa của Odessa cũng bị bắn trúng. Ba cảng biển của Odessa vẫn duy trì hoạt động trong suốt thời gian xung đột nhờ sáng kiến ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nhưng Moscow vừa rút khỏi thỏa thuận này. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak cho rằng Nga chủ ý tấn công hạ tầng cảng. Mục tiêu chính là phá hủy năng lực vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, ông Podolyak viết trên Twitter. Đợt tấn công vào Odessa diễn ra sau khi Nga tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea ngày 17 tháng 7. Hầu hết các khu vực của Ukraine đều có báo động liên tục sau nửa đêm ngày 18 tháng 7, với các đợt tấn công xảy ra ở nhiều nơi, bao gồm thủ đô Kiev. Ngày 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn trúng hai mục tiêu quân sự ở các thành phố cảng của Ukraine trong đêm, trong chiến dịch tấn công đáp trả sau vụ nổ ở cầu Crimea.